Chào mừng các bác đã quay trở lại với bản tin báo giá của kênh mua bán xe cũ. Em xin giới thiệu em là Tuấn Anh, phụ trách mặt quảng cáo bán hàng tại Salon Moto Hà Nội 1, có địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay nhà em lại mới về một cái mẫu xe Toyota, đó là chiếc Fortuner, phiên bản 2.7 số tự động máy xăng, bản V à, nói giới thiệu sơ bộ về chiếc xe này thì xe mang ngoại thất màu đen, nội thất màu ghi. Đấy thì các bác cùng theo chân em đánh giá một vòng tổng quan về nước sơn của chiếc xe. Chiếc xe này thì em cũng vừa mới tiến hành cho spa đánh bóng lại rồi Đấy, Cho nên là nhìn cái nước sơn nhìn nó rất là bóng bẩy Còn ngoài ra cái nguyên sơn vẫn còn nguyên bản rất là nhiều Đấy. Em là em chưa đi rửa dọn rửa về phía bên ngoài hay là hút bụi nội thất Em đang để mộc em vừa mới về cái rồi là em quay luôn Đấy, Các bác cùng em này nhìn một vòng của em nó này Một chiếc SUV 7 chỗ đó, Đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota chiếc này cái tầm tiền nó rất là vừa phải Đó, gọi nếu mà có nói vui vui gọi là vừa miếng đấy ạ Đó, hơn 400 thôi đã có một cái bản xe như này rồi chiếc xe là sản xuất vào năm 2012 Đó, một chủ sử dụng từ đầu biển thành phố Hà Nội đây ngoại thất đấy các bác vừa nhìn em cùng em đánh giá về cái nước sơn xe rất đẹp đấy, cặp đèn pha phía trước vẫn còn rất mới này kết hợp với những cái đường nẹp mạ chrome mặt ca lăng Đó. bộ mâm đây mâm cỡ lớn, đó, rất đẹp. Mâm này là mâm 17 inch Đấy, thiết kế nhìn mâm rất là khỏe khoắn và thể thao. gương chỉnh gập điện tích hợp xi nhan trên gương. rồi hôm nay em sẽ giới thiệu nhanh thôi. đấy còn về chi tiết máy móc, à, mọi thứ các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em xem cho khách quan nhé đấy, hôm nay em sẽ giới thiệu nhanh về phần nội thất để các bác cùng nắm thông tin về cái chiếc xe này. đây về nội thất, ghế da màu à, ghi đây. riêng ghế lái là có chỉnh điện này, đó sản xuất 2012 nhưng mà chất nội thất và tất cả mọi thứ vẫn còn rất là đẹp và mới nhá xe đi cực kỳ được giữ gìn đây bề mặt vô lăng đây đó củ số đây phanh tay này Đấy, các bác cùng em nhìn này điều hòa chiếc này thì mát rượi khỏi chê đây tắp bi cửa rất đẹp cái chất xe nó rất là đều các bác nhé chất xe rất đều đây hàng ghế sau đây đó rất đẹp là phong trần còn mới này Đấy. mở luôn cái phần cốp các bác cùng quan sát nhỉ Đây, zoom lại một chút Đấy. ở hàng ghế thứ ba em đã gặp lại rồi tạo ra một khoảng không gian rất là rộng để đồ thoải mái xe này để phục vụ đi chơi gia đình công việc đều rất là hợp lý nhé cửa tiền rất là vừa phải tất cả mọi thứ đồ đạc lốp dự phòng treo gầm đây cặp đèn hậu các bác nhìn này còn đẹp mới như thế này đấy, kết hợp với những cái đường niềm viền nẹp mạng chrome này cảm biến lùi có cam lùi luôn rồi à, xin lỗi các bác cái này chưa có cam lùi đây bản V đây nhưng có cảm biến tiền va chạm đấy, đi vẫn rất an toàn đây phần nội thất ở phía bên từ nhìn từ phía bên phụ vào đấy ạ đấy, các bác nhìn đánh giá này 2012 mà còn đẹp như thế này đó Đấy, tuyệt vời Đấy. Ôi, Máy móc thì à, bác nào quan tâm Thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em à, Xem trực tiếp cho khách quan Lái thử, chạy thử luôn Bây giờ thì em giới thiệu tới các bác Một cái mẫu xe Toyota Fortuner Máy xăng à, Số tự động sản xuất 2012 Ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu uh, ghi à, Rất đẹp Chiếc xe này đang được bày bán tại cửa hàng bên em địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các bác nhá. Bác nào quan tâm qua trực tiếp cửa hàng xem xe lái thử. Giá mong muốn cho chiếc này thì bên em đang chào bán đó là mức giá 475 triệu. Giá này thì bên em vẫn còn fix khi các bác qua trực tiếp cửa hàng xem xe. Đó, có bớt lộc để các bác có thể sở hữu một chiếc xe với giá vừa phải và hợp lý nhất. Đã. Còn về chất lượng và giấy tờ thì bên em luôn cam kết 3 điều: uy tín, minh bạch và chất lượng. Đã, xe không đâm va tai nạn ngập nước. Máy móc nguyên bản, hộp số chưa đại tu tháo rỡ giấy tờ pháp lý đầy đủ không tranh chấp kiện tụng đó. bác nào quan tâm có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em đó. xem xe đàm phán giá cả sau đó thì sở hữu cho mình cái chiếc xe này nhé Rồi một lần nữa xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến video xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo